Mới đây, một đoạn clip ghi lại cho thấy sự manh động và táo tợn của bọn cướp này. Cụ thể, sự việc xảy ra tại xã Thanh Lương, Bình Long, Bình Phước. Theo camera ghi lại, vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 17 tháng 3, nhóm cướp bẻ khóa cổng để vào sân nhà ăn trộm xe máy. Đáng nói nhóm này manh động tới mức làm ngã đổ cả cánh cổng sắt với tiếng động rất lớn, nhưng không có ý e sợ chủ nhà sẽ phát hiện ra. Tiếp theo, một tên tiến vào bên trong và leo lên chiếc xe máy Suzuki Sierra định phóng đi. Lúc này, nam chủ nhà người chồng phát hiện thì nhanh chân chạy từ trong nhà ra sân, miệng hô hoán đuổi theo tên trộm. Tuy nhiên, tên trộm không hề sợ hãi mà dùng dao, bình xịt hơi cay để chống trả, khiến người chồng phải chạy ngược vào nhà. Tên trộm đã leo lên được chiếc xe máy, định mở khóa phóng đi. Tuy nhiên, nam chủ nhà phát hiện và truy hô, đuổi tên trộm ra đến cổng. Thấy người chồng mình hô hoán, người vợ từ bên trong cầm rựa chạy ra, miệng truy hô cướp cướp. Tên trộm sau đó đã bỏ chạy thoát thân. Sự việc chưa gây mất mát cho gia chủ. Đang nói thời điểm xảy ra sự việc, người vợ đang mang bầu 5 tháng. Khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng, nhiều người sửng sốt và sợ hãi trước sự manh động của những kẻ cướp này. Hiện tại, đoạn clip này vẫn đang được chia sẻ và nhận được nhiều sự chú ý của dư luận.